ngay từ đầu mình đã biết anh Kenny là người như thế nào có bản lĩnh làm gì cũng đưa ra bằng chứng không hề phân tích bậy bạ và kết cục cũng đúng là thế những gì anh Kenny đưa ra bao lâu nay tất cả cũng là sự thật nhìn là biết chỉ có mấy đứa ngu không thấy mà thôi và mình cũng từng làm một clip là có nói là anh Kenny đang làm chuyện tào lao bởi những việc anh đem ra chỉ có nói lên sự thật là tất cả việc làm của vương phạm là có thật chỉ có nợ nhiều mà thôi và việc nợ đấy là việc riêng của vương phạm, không dính dáng gì ở đây. Trong lúc anh Kenny đang cố moi ra, tự nhiên có học trò anh Kenny lại đưa tin cho anh Kenny thông báo là người giúp đế giải quyết vấn đề phần mềm là chính học trò anh Kenny. Như thế sự thật quá rõ ràng. Làm gì cũng phải có có bằng chứng, như thế mới thuyết phục mọi người được và anh Kenny đã làm được như thế. Nhưng vào vụ này anh tốn hơn mười mấy ngàn đô, thiệt không đáng anh Kenny ạ. À nhưng cũng cảm ơn anh đã làm sáng tỏ việc này. Thiệt tình, không biết đám kền kền bu xung quanh ăn cái giống gì tại sao tụi nó không thấy. Hết biết. Muốn tố ai lường gạt phải trưng ra được bằng chứng, không thế ngồi đó suy đoán như đúng rồi, hay nói bậy nói điêu, hay ngồi một chỗ suy một câu nói từ một lên đến mười. Không có bằng chứng cho nên đám kền kền suy điển theo lối của mình để chụp mũ cho người khác. Anh Kenny không phải là dân du bờ, anh Kenny không cần bợ đỡ của đám kền kền, và anh Kenny đã giàu rồi, không cần tiền bạc của đám kền kền. Đám kền kền này tiền bạc dư thừa cứ tiếp tục cúng cho tiền cho phiêu đồng ăn sung, mặc đẹp ở nhà sang đi nhá, để anh Kenny nha, đúng là đúng sai là sai, anh cũng không ngay từ đầu, chẳng thà đưa tiền cho cô Nhi. Chứ không ngu dốt như đám ngu dốt cúng tiền cho phiêu đồng. Anh ngừng làm chuyện tào lao là đúng rồi, nhưng cũng thật bất ngờ là anh cho Vương Phạm là người tốt, anh cũng phân tích đúng là vương phạm nhiều lúc ngu và liều thật có lẽ tuổi trẻ là thế hay làm liều nhưng như thế mới học được nhiều bài học của đời dạy cho